Trung tâm âm nhạc Dạ Lan kính chào quý thính giả, kính mời quý vị và quý bạn thưởng thức chương trình tân nhạc Dạ Lan 2 mang tên Như Giọt Sương Mai do Trần Ngọc Sơn thực hiện. Tâm tư khép
Con ngủ say.
mê say con đường cây, tình yêu mê say đang lan con người đường lên cao như dốc cao tình ơi. Anh nắng ấm chiếu trên đồi, yêu nhau như lửa nung cháy. Bye.
Chơi vui con thuyền trên sông.
Oh,
Vì là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen, đây công viên
Bye.
Có những chiều hôm trời nghiêng nắng
trong mái lá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tân Nhạc Già Lan 3.